Anh đọc sáng kìa. Tập 10. Ra đường ra. Tập 13. Có những chuyện gì? Ông bà đang ở đây. Đó đi nè. Con nay đi về thôi con. Đi xuống ơi. Đi về đi. Đi làm đi học thêm. Thôi để khi nào em mua cho. Bây giờ đi về bọc sách đã. Mai cũng kiểm tra rồi. Con ơi. Đấy được không? Nhanh nhanh nhanh. Đây là nhà sách trường thi 224. Đó, rồi đi thôi. Nhà sách tại nhà thuốc. Nhà sách ở đối diện với thư viện thành phố kìa, nhìn chưa? Thư viện thành phố. Sao bố con biết cái nhà sách ở đây nhỉ? Xong lại còn mắng mẹ là không bao giờ ấy. Bố con có chỉ cho mẹ cái nhà sách ở đây bao giờ đâu. Thì mẹ không biết là đúng. Hai mẹ con đi mua sách lớp 1 cho Su Su. Tưng bừng khai trương trà đá nông trại sữa tươi, gà tươi rán giòn. Đi con ơi nhanh nhé. Đây là hàng kem.